Hello, chào mừng bà con và các bạn quay trở lại với kênh Người Việt Cà Ly Thi Quốc Tịch. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với bà con và các bạn một cái chương trình luyện thi quốc tịch, một cái chương trình thi thử quốc tịch Mỹ miễn phí do mình làm ra. Thì bạn có thể truy cập cái chương trình này bằng cách là vào cái trang web thi quốc tịch Mỹ.com ha. Chút xíu nữa mình sẽ để cái link ở bên dưới phần mô tả video và bên dưới phần comment để các bạn có thể bấm vào trong đó mà không có cần phải đi lòng vòng ha. Còn nếu mà bạn nào biết sử dụng internet thì bạn có thể mở một cái trình duyệt, mình khuyến khích các bạn dùng Chrome ha. Bạn vào cái website thi quốc tịch Mỹ.com và bấm vào cái link này, tham khảo là luyện phỏng vấn quốc tịch Mỹ. Bấm trong đó thì nó sẽ hiện ra cái link này. Một chút xíu mình sẽ để cái link này bên dưới phần comment ha. Thì cái link này là nó có quảng cáo các bạn, tại mình để trên cái website thi quốc tịch Mỹ.com này nó có quảng cáo đây nè. Đây bên đây quảng cáo nè, quảng cáo bên đây nè, với lại ở dưới này nè, ba cái quảng cáo. Thì sở dĩ mình phải để quảng cáo là tại vì khi mà bạn xài cái chương trình này nè, mỗi một người xài cái chương trình này trả lời mỗi một câu hỏi rồi mình đều phải trả tiền cho người ta hết. Mình cái chương trình này mình để ở trên internet đó các bạn, rồi mỗi một câu hỏi của bạn mình sẽ phải dùng một cái chương trình khác để mình hỏi nó, là mình mỗi một câu hỏi mình phải trả tiền cho người ta hết, cho nên là mình cần phải có những cái quảng cáo này để mình thu hồi là một phần chi phí thôi chứ không có thu hồi hết đâu các bạn. Mình nghĩ là không có thu hồi hết, để mình thử nghiệm là mình sẽ như thế nào rồi mình mới biết trước được, mới biết được. Mình nghĩ là không có đủ đâu, nhưng mà có còn hơn không các bạn. Cho nên mình khuyến khích các bạn truy cập vào cái chương trình thông qua cái link này để nó có quảng cáo và mình có cái thu nhập để mình trả tiền cho người ta ha. Nhưng mà riêng cái phần các bạn mà dùng iPhone đó, thì không có xài cái này được, tại vì nó chặn tùm lum hết trơn. Cho nên là mình sẽ đưa một cái link cho các bạn nào mà dùng iPhone. Thì các bạn dùng iPhone thì không có quảng cáo, nhưng mà không có quảng cáo có nghĩa là mình không có thu nhập, là mình bị giống kiểu mình bỏ ra mới một lúc nào đó mình không kham nổi thì bắt buộc là mình phải thu phí. Nhưng mà hiện tại thì mình cứ để miễn phí đi, rồi mình coi cái quảng cáo này có thể cover được bao nhiêu cái chi phí của mình, rồi mình sẽ quyết định sau ha. Bây giờ mình cứ để miễn phí cho các bạn xài. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ha. Thì các bạn lưu ý là ở bên dưới phần mô tả video và bên phần dưới phần comment mình sẽ để hai cái link. Một cái link là dành cho bà con nào mà dùng trên máy tính và dùng trên điện thoại Android thì là dùng cái link đó là có quảng cáo, và một cái link không có quảng cáo là dành cho iPhone. Rồi bây giờ đây đây là cái giao diện của chương trình ha. Thì bạn có thể chọn vào cái Enable Translation nè. Bạn khi mà bạn chọn vào cái này á, nó cho phép cái chương trình nó dịch các câu hỏi và câu trả lời qua 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 tiếng Việt đó các bạn. Thì mặc định là khi bạn click vào đây mình cho chọn dịch sang tiếng Việt ha, Vietnamese. Bạn không thích tiếng Việt, bạn thích Chinese, bạn cũng chọn Chinese cũng được ha. Nhưng mà mặc định là mình chọn Vietnamese thì ví dụ bạn cần dịch tiếng Việt thì bạn cứ bấm Enable Translation này, nó sẽ chọn sẵn cho bạn là Vietnamese, bạn không cần phải chọn ha. Bên dưới này là bốn cái chương trình thi thử mà mình tích hợp ở trong đây. Thì hiện tại là có phần N400, phần thi đọc, phần thi viết và phần Civic Test là 100 câu lịch sử đó các bạn. Thì các bạn có thể chọn một phần thôi, ví dụ bạn muốn luyện N400 bạn chọn N400 thôi, rồi bạn muốn luyện 100 câu quốc tịch bạn chọn 100 câu quốc tịch thôi, rồi bạn muốn luyện hết thì bạn chọn hết ha. Rồi bên dưới này là địa chỉ nhà của các bạn, thì các bạn phải điền địa chỉ nhà để mình hỏi Google coi cái địa chỉ này thì là người dân biểu là ai, thượng nghị sĩ là ai đó, thì những cái câu 20, 23, 43, 44, tên dân biểu, tên thượng nghị sĩ, tên thống đốc tiểu bang và tên thủ phủ của tiểu bang, thì cần phải có địa chỉ nhà của các bạn. Mà cứ điền đi, mình không có lưu cái thông tin này lên đâu, mình chỉ dùng cái này để mình hỏi Google để mình lấy cái thông tin về tên dân biểu thượng nghị sĩ rồi đó mình bỏ vô cái chương trình thôi, chứ mình không có lưu cái này, các bạn cứ điền vô ha. Nhưng mà các bạn lưu ý là phần N400 nó có hỏi một số câu về thông tin cá nhân của các bạn, chẳng hạn như là số social nè, số thẻ xanh này, những cái đó thì bạn không có nên đọc cái số thiệt của các bạn ha, bạn đọc cái số giả này. Ví dụ hỏi số social bạn đọc là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gì đó, đọc số giả thôi, đừng có đọc số thiệt.
tại vì cái số đó là mình sẽ gửi lên trên cái OpenAI nè. Những cái câu trả lời của bạn, mỗi câu là mình đều phải gửi lên OpenAI để mình hỏi coi là cái câu trả lời của bạn cho cái câu hỏi này vậy nó có hợp lý hay là không. Tại vì mình đâu có biết căn bạn trả lời sao, câu trả lời của bạn muôn hình vạn trạng, cho nên mình không thể biết chính xác được là bạn trả lời như vậy có đúng hay không, cho nên mình phải hỏi. Thì nó sẽ dùng cái trí tuệ nhân tạo á, trí thông minh nhân tạo để nó đánh giá xem câu hỏi của bạn là đúng hay sai. Thì do đó là những cái thông tin cá nhân của bạn như là số social, số thẻ xanh đều là không cung cấp ha, số điện thoại của bạn không cung cấp ha, bạn đọc số giả. Còn những cái thông tin nào mà không quan trọng thì bạn cứ cứ đọc thoải mái, chẳng hạn địa chỉ rồi mấy cái đó mình nghĩ không không cần bảo mật đâu, đâu có gì để bảo mật. Địa chỉ nhà của mình quảng cáo rồi nó cũng gửi ạ mầm tới nhà của mình, nó cũng biết địa chỉ của mình vậy, đâu phải một cái vấn đề bí mật đâu. Thì địa chỉ thì bạn có thể đọc được, nhưng mà số điện thoại nè, số social, số thẻ xanh, số travel license, Apple ID, thì những cái thông tin đó thì mình không có đọc lên ha. Rồi sau khi bạn bấm tùy chọn xong, chọn những cái tùy chọn xong bấm start ha. Thì mặc định nó sẽ đọc một câu hỏi lên. Nếu như mà nó không vì lý do nào đó mà nó không có đọc câu hỏi lên thì bạn bấm cái nút này để nghe lại ha. Is the reason for your eligibility to apply for U.S. citizenship based on your marriage to an American citizen? Đó thì đó là nó sẽ đọc câu hỏi lên và nó cũng hiện câu hỏi lên trên đây. Thì bạn nếu mà bạn luyện nghe thì bạn đừng có đọc ở trên đây ha, bạn cố gắng nghe thôi. Nghe không không hiểu thì bạn nghe không có rõ thì bấm nghe Is the reason for your eligibility to apply for U.S. citizenship based on your marriage to an American citizen? và nếu như mà bạn muốn đọc thì bạn có thể đọc ở trên đây, và đây là cái phần dịch tiếng Việt, tại vì hồi nãy bạn chọn Translate, Enable Translation đó thì nó sẽ dịch tiếng Việt. Và bạn trong lúc mà bạn đang thi bạn bấm bỏ chọn cũng được ha, bạn bấm bỏ chọn thì câu sau á nó không có dịch tiếng Việt cho bạn nữa. Bạn bấm thì nó sẽ dịch tiếng Việt gì đó. Còn cái nút này á để nghe 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 lại câu hỏi nhưng mà bằng một cách khác, tại vì cái này nhiều khi nút này nó không hoạt động thì bạn sẽ xài nút này ha. Thì cái này nó sẽ đọc bằng cái giọng khác, không có hay bằng cái này đâu. Is the reason for your eligibility to apply for U.S. citizenship based on your marriage to an American citizen? Thì đây là cái nút nút để nghe nghe lại câu này nhưng mà bằng cái giọng khác. Thì cái trường hợp mà nút này nghe không được thì bạn xài nút này ha. Thì cái câu này nó hỏi là bạn nhập quốc tịch cái diện mà kết hôn với công dân Mỹ không đó. Thì đây bạn trả lời, bạn bấm vô cái nút start recording ha. Thì lần đầu tiên bạn bấm vô cái nút này nó hỏi bạn có cho phép nó xài cái microphone không. Nhớ bấm allow ha các bạn, allow mới cho phép xài, bạn mới nói lên thì nó ghi âm bạn vô đây được. Còn bạn không có allow thì nó không có quyền truy cập cái microphone, bạn nói với nó không có ghi âm vô đây được ha. Bấm allow. Và bây giờ bạn nói cái gì là nó sẽ ghi âm, nó hiện như đây nè. Mà tại vì cái này mình đang cho là ghi âm bằng tiếng Anh cho nên mình nói tiếng Việt nó không hiểu hay sao, nó không có hiện chữ. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi này ha. Câu này nó hỏi là bạn có phải là nộp đơn nhập quốc tịch Hoa Kỳ cái diện mà kết hôn công dân Mỹ không. Bây giờ mình sẽ bấm ghi âm lại để trả lời câu này ha. No, it is not. Can you please state your full legal name? Nó nói great có nghĩa là mình trả lời đúng rồi các bạn, trả lời phù hợp với cái câu này nha. Câu này nó hỏi nó phải cái diện nhập quốc tịch của mình phải là cái diện kết hôn công dân Mỹ không, mà nói no, nó không phải. Thì nói ok, rồi nó hỏi câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo nó hỏi là trả lời cái tên hợp pháp của mình đó, tên hợp pháp của mình là cái gì. Ví dụ mình nói mình trả lời một câu xàm ha, giả sử như bạn không hiểu câu hỏi này bạn trả lời xàm ha. Why do you ask me this question? Mình hỏi là tại sao mà nó hỏi mình cái câu hỏi này. Không, cái câu không có liên quan, mà nói câu không liên quan, không có phù hợp để trả lời cái câu này đó. Hãy thử coi chương trình nó có hiểu không các bạn. Please tell me your complete legal name. Thì khi mà mình trả lời một cái câu hỏi mà không có đúng, chẳng hạn như cái này nó hỏi
tên hợp pháp của mình không có trả lời, mình đi hỏi ngược lại nó tại sao mày hỏi tao vậy, thì nó sẽ nói là làm như là mình không hiểu câu này hay sao, hay là thử lại thêm một lần nữa, thì nó sẽ hỏi mình cái câu này nè, nhưng mà nó hỏi bằng một cái cách khác. Please tell me your complete legal name, trả lời cho nó biết cái tên hợp pháp đầy đủ của nó, của mình. Thôi bây giờ mình trả lời lại ha. My full legal name is Joe Biden. What names, if any, have you used besides your legal name? Các bạn, nó chấp nhận câu này, nó là well done. Thì nó sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Còn nếu mà bạn trả lời sai một câu đó, bạn trả lời sai hai lần. Trả lời sai lần đầu, nó sẽ hỏi lại bằng một cách khác. Còn trả lời sai nữa, thì nó nói là có vẻ như bạn không hiểu câu này. Rồi nó sẽ chuyển qua cái câu khác luôn. Chứ nó không hỏi một câu, hỏi hoài các bạn. Tại vì nhiều khi nó mình phòng trường hợp mà nó ngớ ngẩn, nó đánh giá sai á, rồi nó cứ hỏi một câu nó hỏi hoài, cho nên một câu nó hỏi tối đa hai lần thôi, còn trả lời không được nữa thì nó qua câu tiếp theo. Rồi câu này nó hỏi là cái tên, những cái tên khác á, danh khác mà mình đã từng sử dụng qua đó, nó hỏi tên, tên có cái tên nào không. I don't use any other name. Names này có S, có S, other names. Oh, mình tại vì mình quên bấm stop recording, cho nên là khi mình giải thích với các bạn á, nó tự nó thêm vô ha. Thì bạn nhớ nói xong câu bấm stop recording ha. Okay, I don't use any other name. Send. Do you want to change your name? Nó hiểu đó các bạn, nó hiểu là mình nói là mình cả câu trả lời của mình vậy là đúng ha. Bây giờ nó hỏi có muốn đổi tên không, nó thì cứ vậy đó, nó sẽ hỏi từng câu trong cái phần N400. Thì mình sẽ không có cho các bạn coi hết rồi, tại vì nhiều quá, nhiều lắm các bạn. Nó hỏi hết phần thông tin cá nhân xong rồi nó hỏi bạn có đi đâu, rời khỏi Hoa Kỳ hay không. Nếu mà bạn nói yes cái là nó hỏi bạn đi bao nhiêu chuyến, nó hỏi tà le hết trơn, hỏi hết phần N400 xong rồi nó hỏi qua phần yes no nữa. Rồi nó hỏi hết phần yes no dài lắm, cả trăm câu lận, cho nên mình sẽ không có cho các bạn coi hết đâu, các bạn tự trải nghiệm ha. Rồi bây giờ ví dụ như mà đang thi này nè, bạn thấy chán cái nào 400, bạn muốn nghỉ ngang, bạn muốn không muốn họ trả lời nữa, thì bạn trả lời nó cái câu này nè: Stop this test. Mình quên bổ sung các bạn. Sau khi bạn trả lời xong một câu, ví dụ mà bạn phát âm không có chuẩn lắm mà nó hiện ra cái câu trả lời này không có đúng ý của bạn, sai á, sai á, thì các bạn cứ bấm vô rồi các bạn xóa ha, xóa 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 đi, rồi bạn gõ lại bình thường ha, bạn gõ cái câu trả lời lại đúng theo ý của bạn, rồi bạn gửi đi ha, bấm nút send đây, bạn bấm, bạn trả lời stop this test thì nó sẽ ngừng cái phần thi này và nó sẽ chuyển sang cho bạn chuyển sang phần thi kia tiếp theo. Nhưng mà khi bạn stop á, thì nó coi như là bạn bỏ phần này, nó sẽ không có chấm điểm phần này ha, không có chấm điểm phần thi N400 nữa. Một chút xíu nữa bạn sẽ thấy là nó không chấm điểm phần N400, tại vì bạn dừng giữa đường, khi nào mà bạn thi hết luôn thì nó mới chấm điểm cho bạn, còn bạn dừng giữa đường nó không chấm điểm cho bạn đâu, tại vì dừng giữa đường đâu có biết bạn bạn đậu hay rớt mà chấm điểm các bạn, thì cho nên là dừng giữa đường thì nó sẽ không chấm điểm ha. Chờ bấm next test. Đây cái phần này là phần reading ha, thi đọc. Thi đọc có nghĩa là nó sẽ hiện ra một cái câu và bạn phải đọc, giống như là bạn đi thi thiệt vậy đó. Thi thiệt thì nó cũng hiện lên trên máy của bạn một câu và bạn phải đọc đọc cái câu đó lên. Rồi bạn đọc, nếu bạn đọc đúng và thì nó sẽ cho bạn đậu ha. Thì bạn cũng sẽ có tối đa 3 lần thử, cũng giống y như thi thiệt vậy các bạn. Bạn đọc một câu đầu tiên ví dụ sai cái nó cho bạn thử thêm lần nữa, sai cho thử thêm lần nữa, sai nữa là rớt cái phần thi đọc, giống như thi thiệt vậy đó. Cho 3 lần thử nhưng mà chỉ cần đọc đúng 1 lần thôi. Giờ bạn đọc câu này ha, bấm nút ghi âm đọc. Who has the right to vote in America? Mình giờ đọc thì nó nhận diện xuống đây thì này là không phân biệt rồi, chữ qua chữ thường rồi là mình cho là không phân biệt luôn ha, thiếu dấu chấm câu chút đỉnh, mình nghĩ là nó vẫn chấm cho đậu ha.
Thì bạn trả lời xong rồi, nếu mà đúng á, ok, pass. Rồi xong. Nếu mà bạn trả lời sai, nó cho rồi bạn đọc thêm câu một lần nữa ha. Trả lời sai, đọc thêm lần nữa. Trả lời sai nữa là gớt cái phần này, rồi chạy chuyển sang phần tiếp theo. George Washington is the father of our country. Đây, đây là phần thi viết ha. Phần thi viết thì nó sẽ đọc lên một câu. Đọc lên một câu và bạn phải gõ cái câu đó, giống như là phần thi thiệt thì cũng vậy thôi. Thì người ta đọc cho bạn là bạn phải viết cái câu đó ra ha. Thì mình viết cho trong đây nè. Nó đọc bạn nghe cho kỹ. Nghe không được thì bấm nghe lại ha. George Washington is the father of our country. George Washington is the father of our country đó. Thì thật ra là cái này đáp án mình để trên đây luôn, nhưng mà mình để ẩn cho nên là bạn không thấy đâu, nhưng mà bạn bôi đen thì bạn sẽ nhìn thấy ha. Đây là đáp án này các bạn. Mình lười biếng gõ cho nên copy mình bỏ dán lại ha. Các bạn khi mà bạn luyện thì các bạn nhớ gõ, đừng có chơi copy dán nha các bạn. Luyện luyện thì mình cố gắng mình nghe rồi mình gõ, gõ cho đúng cái câu nó vừa đọc ha. Rồi xong bấm send nè. Ví dụ bạn không muốn dịch tiếng Việt thì bạn bấm nhớ bấm cái này ha. Bấm lúc này đi. Rồi, như vậy mình trả lời sai một câu đi. Mình bỏ hai chữ đi cho nó sai đi. There are 100 senators in Congress. Thì lần này nó không có dịch tiếng Việt nữa nè. Không có dịch tiếng Việt thì bạn không có gợi ý gì luôn, mình phải cố gắng mà nghe bằng tự gõ thôi. Mình bấm lộn rồi, nãy mình bấm lộn nút reset reset là làm lại từ đầu các bạn. Okay. Bấm lộn reset rồi, bây giờ mình sẽ làm lại nha. Are you applying your N-400 form based on your marriage to a U.S. citizen? Stop this test. Phần này mình đang gian luôn ha, đang gian. All United States citizens have the right to freedom of speech. Thì viết ăn gian luôn ha. Rồi. What does the president's cabinet do? Thôi bây giờ qua cái phần civic test á, phần trăm câu tịch các bạn. Nó sẽ hỏi ngẫu nhiên 10 câu, mình chỉ cần trả lời đúng 6 câu là đậu ha, giống y như thi thiệt vậy đó. Thì câu này nó hỏi là President Cabinet là cái đội mà cố vấn tổng thống làm nhiệm vụ gì, thì nhiệm vụ là cố vấn tổng thống nha. Advises the President. When do we celebrate Independence Day? Đó, mình trả lời gì là nó cho là đúng đó các bạn. Cái này mình không có phân biệt chữ qua chữ thường với là dấu câu, rồi sai dấu đỉnh nó vẫn cho đúng ha. Câu này nó hỏi là khi nào mình ăn mừng ngày lễ quốc khánh đó các bạn, Independence Day á, July 4. What is one responsibility that is only for United States citizens? Cái này là nó hơi bị dớ dẫn July 4. Nó dư cái chữ này cái nó cho là sai, nhưng mà thiệt ra vậy cũng là đúng đó các bạn. Mình sẽ sửa lại sao ha. Rồi cái này nó hỏi là một cái ví dụ mà chỉ dành cho công dân Mỹ thì là bầu cử ha. Vote in a federal election. Nếu như mà bạn trả lời bằng cái microphone mà nó nhận diện cái chữ bị sai thì bạn có thể bấm đây, bạn xóa đi rồi bạn gõ lại cũng được ha, gõ lại cho đúng. Where is the Statue of Liberty? Nó hỏi tượng nữ thần tự do ở đâu đó các bạn. New York. We elect a president for how many years? Nó hỏi bầu cử tổng thống bao nhiêu năm, mấy năm một lần. Four. If the president can no longer serve, who becomes president? Câu này nó hỏi tổng thống không có làm được nữa thì ai làm tổng thống các bạn? The vice president. Nè không, mình nói nó không hiểu, nó nhận diện sai thì mình sửa lại ha. The vice president. How many justices are on the Supreme Court? Nó hỏi bao nhiêu ông thẩm phán trong tòa án tối cao các bạn? Này, nhiều khi mình nói câu trả lời ngắn quá nó không hiểu các bạn, nó không nhận diện được. Gõ ha, gõ số 9 vô. Ok, vậy là xong ha. Xong rồi, bấm view test result là xem cái kết quả ha các bạn. Hay
đây do cái phần N400 mình bỏ qua rồi cho nên nó không chấm điểm ha. Nó không chấm điểm. Nếu mà bạn trả lời hết câu hỏi nó sẽ chấm điểm cho bạn. Và nó sẽ nói câu nào bạn trả lời sai đó, nó sẽ kê cho bạn để bạn có thể xem lại những cái câu đó ha. Writing đậu rồi ha. Pass civic test pass nè. Đậu 6 trong 7 câu, có một câu bị sai này July 4. July 4. Chẳng đáp án của nó là July 4 như vậy. Và cái này số 4 này là số 4 theo thứ tự, nó phải là cái này mới là được chính xác nè. Nhưng mà nó nói là vậy là dư dư hai chữ CH này là không có đúng, phải là July 4 kiểu này. Cái này mình sẽ sửa lại ha, mà bỏ vô trong thêm bổ sung thêm cái này là một cái đáp án đúng nữa thì nó sẽ nhận diện được. Rồi, thì sau khi mà còn xem kết quả xong thì bạn vui lòng bỏ ra một ít giây để làm cái đánh giá, hay các bạn đánh giá cho mình biết được là ok cái này nó có cái nào tốt cái nào chưa tốt, để mà mình có dựa trên những cái đánh giá này mình cải thiện thêm ha. Thì bạn nên dành ra đâu có nhiều thời gian đâu các bạn, bấm mấy cái là xong rồi, bạn cố gắng dành ra một chút thời gian để bỏ lại cái feedback này ha. Thì cái câu đầu tiên hỏi là chương trình này bạn cảm nhận nó là như thế nào, tốt hay không tốt, tệ nhất là 1 sao, tốt nhất là 5 sao. Bạn cảm thấy là cái chương trình này nó giúp ích cho bạn cái việc học của bạn tốt như thế nào, thì ví dụ bạn thấy tất cả đều tốt thì bạn bấm bạn đánh giá 5 sao, hay bạn thấy hơi hơi tốt có nhiều chỗ cần phải cải thiện thì 4 sao, bạn nói là hơi tệ vậy 3 sao, quá tệ 2 sao, tệ không thể nào nói được nữa thì nó còn 1 sao ha. Rồi thì giả sử như bạn thích thì bạn bấm 5 sao ha. Cái này là đánh giá riêng cho từng phần, ví dụ như bạn thấy tất cả chung đều tốt, cái phần là 400 này thì good, phần reading này thì good, phần writing này thì good, nhưng mà phần xí việc ví dụ bạn thấy không tốt lắm thì cho 4 sao kiểu như vậy, để mình biết là cái phần nào chưa được tốt cần phải cải thiện thêm. Rồi cái này nó hỏi là cái phần nào, cái chức năng nào mà bạn thấy là có ích, easy of use là dễ sử dụng nè, cái này câu hỏi rõ ràng nè, hoặc là immediate feedback có nghĩa là nó có cái phản hồi ngay lập tức, có nghĩa là bạn trả lời xong nó là đúng sai liền cho bạn biết liền, thì bạn thấy cái đó là hữu ích, thì sau này có thể là mình sẽ cải tiến thêm nữa, mình sẽ cho cái câu trả lời nó phù hợp, cái câu phản hồi nó chi tiết hơn nữa. Hiện tại thì bạn trả lời đúng thì nó nói là ok good well done, đơn giản thôi, trả lời sai nó nói là ok bạn cần phải thử lại thôi, nó không có nói bạn sai chỗ nào. Thì sắp tới có thể mình sẽ bổ sung thêm cái tính năng là nó sẽ phản hồi tùy theo câu trả lời của bạn, mà sai chỗ nào nó sẽ nói ok sai chỗ này không được phải sửa lại, hoặc nó sẽ gợi ý cho bạn ở câu này là ý nghĩa như thế nào, bạn cần phải trả lời như thế nào mới là đúng, thì mình sẽ bổ sung cái đó khi mà có thời gian. Thì bạn thấy cái nào mà hữu ích cho bạn, ví dụ dễ sử dụng, câu hỏi rõ ràng, hoặc là có thêm cái audio feature là cái âm thanh đó bạn nghe được nè, bạn nghe được rồi bạn trả lời bằng miệng được nè, bạn thấy cái hữu ích thì bạn bấm vô đây ha. Translation feature là cái dịch, cái phần dịch tiếng Việt á, bạn thấy cái phần đó hữu ích thì bạn bấm vô đây. Rồi cái này là variety practice test là những cái câu hỏi nó đa dạng, hiện tại là những câu mỗi một câu hỏi nó có mình cho cái phần của mình là 400, mỗi một câu tùy theo câu ha, có câu nó sẽ có 5 6 cách hỏi khác nhau, có câu nó có thể có 10 11 cách hỏi khác nhau, thì mình sẽ cho mỗi lần bạn thi nó sẽ hỏi những cái cách khác nhau để cho bạn luyện tập với những cái cách hỏi khác nhau của từng câu, để bạn có thể luyện tập thêm để không có bị bất ngờ khi mà bạn đi vô thi. Thì tại vì mà vô thi thì giám khảo nó có thể hỏi bất 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 kỳ cái cách nào, chứ không có một cái cách hỏi cố định, cho nên là bạn có thể luyện tập nhiều cái cách hỏi khác nhau rồi bạn sẽ quen quen cái cách nhận diện câu hỏi ha. Rồi order là ví dụ bạn có ý kiến gì khác thì bạn có thể gõ trong đây ha. Rồi cái này là nó hỏi là cái phần nào mà cần phải được cải cải tiến cải cải thiện hơn, thì chẳng hạn như phần câu hỏi không được rõ ràng lắm thì bạn bấm vào đây ha, hoặc là bạn phân dịch thì không được hay lắm bạn bấm vào đây chẳng hạn vậy. Technical performance là giống như là bạn xài có những cái gì mà bạn thấy bất tiện, ví dụ như bạn nghe không được hay là bạn trả lời không được
thì tức là về cái phần vấn đề kỹ thuật á, hoặc là bạn truy cập vô cái chương trình mà nó không chạy được thì bạn bấm vào đây ha. Cái này là giao diện khó xài, ví dụ bạn thấy cảm thấy giao diện khó xài bạn bấm vào đây ha. Bạn thấy âm thanh, vấn đề về âm thanh nó kém quá thì bạn bấm vào đây ha. Và bạn bấm vào đây là bạn cho biết là cần phải thêm thêm những cái câu hỏi khác nhau nữa thì bạn bấm vào đây ha. Hiện tại chưa có câu hỏi Whatmin, nhưng mà mình sẽ bổ sung câu hỏi Whatmin thêm ha. Và nếu như mà bạn có những cái vấn đề gì khác, bạn muốn góp ý mà nó không có đề cập ở trong đây thì bạn có thể gõ ở trong đây ha. Và ở dưới này là cái thông tin của bạn để mình biết là những cái đối tượng nào đang 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 sử dụng cái phần mềm của mình, và những cái đối tượng đó thì cảm nhận của họ như thế nào về cái chương trình này, thì mình sẽ có những cái cải thiện cho nó phù hợp hơn. Thì nó đây là độ tuổi của bạn ha, ví dụ bạn ở độ tuổi nào, 20, 40, 41, 65 bạn chọn ha. Giới tính nam hoặc là nữ, nữ hoặc female và nữ ha, male là nam ha. Đây là race, là chủng tộc các bạn. Ví dụ bạn chọn Asian ha. Này là độ thành thạo tiếng Anh thì thấp nhất nè, này là cao nhất ha. Native speaker là nói tiếng Anh theo ngôn ngữ mẹ đẻ đó, ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn là tiếng Anh. Này là mức thấp nhất nè, này là trung bình nè, này là hơi cao chút xíu nè, này thành thạo, còn cái này là nói như là tiếng mẹ đẻ đó. Thì ví dụ như bạn trung bình, bạn chọn trung bình ha, rồi bấm vô đây, submit feedback là gửi lên cái đánh giá của bạn, là mình chỉ cho bạn một lần bạn xài, nó hỏi hỏi cho bạn đánh giá, thì sau này bạn làm test nữa nó cũng không có hỏi nữa đâu. Rồi sau khi mà bạn làm xong và bạn muốn làm lại test một lần nữa thì bấm reset ha. Reset. Ok. Rồi nó sẽ quay trở lại cái trang này, là bạn cứ cứ chọn cái test nào bạn muốn, rồi bạn gõ địa chỉ nhà của bạn vô giống y như lúc đầu vậy đó, rồi bạn bấm start, là bạn sẽ thử lại một lần nữa. Thì đó là cái cách sử dụng cái chương trình này. Thì như mình đã nói là các bạn nào mà sử dụng trên máy tính và sử dụng trên điện thoại Android thì có thể truy cập thông qua cái website thi quốc tịch Mỹ.com. Thì nó có quảng cáo thì mình đã có chi phí để mà duy trì cái chương trình này miễn phí cho các bạn. Còn nếu như mà không có thu nhập từ quảng cáo, mình kém chừng mình kham không có nổi thì có lẽ mình phải thu phí. Nhưng mà chuyện đó để từ 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 tính ha, bây giờ mình cứ để miễn phí. Các bạn nào mà sử dụng iPhone thì không có quảng cáo iPhone thì các bạn có thể vô cái địa chỉ này nè, anh Trần đó, education nè, thì nó sẽ hiện ra như thế này, không có quảng cáo thì nó sẽ tiện hơn cho các bạn, không có bị distract, nhưng mà mình sẽ không có cái phần thu nhập để mà gỡ gạc lại những cái chi phí duy trì cái chương trình này. Và nếu như mà bạn có nhã ý đóng góp thì bạn có thể vô cái website thiếu tịch mỹ.com ha. Thiếu tịch mỹ.com nó có cái nút donate nè, bấm vô thì donate. Bạn có thể donate bằng cách là sale cũng được ha. Bằng sale thì cái người nhận, thay vì bạn điền cái số điện thoại thì bạn có thể điền cái địa chỉ này nè, email vnca@gmail.com, bạn có thể sale để donate, hoặc là bạn có thể donate qua PayPal, là bạn bấm vô cái nút này nè. Hay thì nó sẽ cho bạn donate một cái mức nào đó, ví dụ 1 đồng. 1 đồng thì nó chặt nó sẽ chặt của mình 53 cent, thì chỉ nhận được 47 cent rồi. Cho nên nếu mà bạn muốn trả cái 53 cent đó thì bạn chắc vô đây ha. Thì hoặc là bạn, ví dụ bạn không muốn 1 đồng mà không muốn 5 đồng, mà bạn ví dụ bạn muốn 2 đồng, muốn đồ này 2 đồng thì điện 2 đồng cũng được, hay bấm vào order ha, bấm 2 đồng. Có thể add 56 cent để trả cho PayPal, PayPal cũng được. Còn bạn không có add 56 cent đó thì phần đó mình tự trả ha. Thì bạn cho 2 đồng thì nó sẽ trừ của mình 56 cent. Rồi bạn sẽ bấm donate bằng cái tài khoản PayPal, hoặc là bạn có thể bấm vô cái nút này donate bằng credit card. Bạn không nên xài debit ha, mình không khuyến khích các bạn xài debit. Mặc dù là cái này, trang web này thì nói chung là nó cũng nổi tiếng của Mỹ mấy chục năm nay rồi. Nó rất là an toàn, nhưng mà mình trong mọi trường hợp mình không khuyến khích các bạn xài debit, xài credit card, có gì mất mát mình đòi lại được. Rồi bạn điền cái số này, thông tin credit card của bạn,
thông tin về billing của bạn xong bấm donate now là được ha. Bấm donate now là nó sẽ gửi cho mình để thì các bạn nào mà xài chương trình mà trên iPhone đó mà các bạn thêm không có quảng cáo thì nếu mà các bạn có nhảy đóng góp thì các bạn có thể donate. Thì đó là cái phần chương trình luyện thi quốc tịch mình vừa mới làm xong. Thì mong được bà con ủng hộ và để lại những cái ý kiến đóng góp để mình cải thiện cho cái chương trình nó ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bà con và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn.